tay điều khiển này. Tay điều khiển đờ no này. Tay số 2. Khách hàng lấy 4 tay. Đi kèm theo bộ của nó là 2 tay. Họ được thêm 2 tay nữa. Tay thứ 3. Là đến mã điện tử. Tay thứ 4 ok. Đã nạp xong 4 tay điều khiển cho bộ đờ no của Malaysia, công nghệ Italia do công ty Ngọc Diệp nhập khẩu và phân phối cả nước. Chế độ này là chế độ đóng hai cánh với cửa mở vào, cửa mở ra thì lại ngược lại. Đóng hai cánh. Bộ đờ no của Malaysia là nguồn 24V, cho phép đóng mở liên tục. Khi muốn dừng khẩn thì ta có thể bấm tại vị trí nút đấy là hoặc dừng khẩn. Yeah.